thấy bác thấy ai chưa vậy? Chả có cái gì cả. Quái. Thấy ai chưa? Chả có bóng nào cả. Thôi tao chán quá rồi, tao không đứng lên nữa. Này, bác có chắc là tụi nó ra chỗ này không? Chắc không vậy? Tao không chắc là gì. Là cái gì? Nặng tiếng đồng hồ rồi. Chẳng thấy nó nào đi ra cả. Rồi mà hỏi một lần đi. Một lần nữa thôi nhé. Bây giờ trời đau ngủ nó đau lắm rồi. Cái này bác này. Cái gì? Bác chắc là mấy cô đi thi hát ở bên không nhỉ? Nó chắc không vậy? Rõ. Thôi. Này. Dạ một không cái gì. Thôi cái lỗ nhịn chứ thôi cái gì. Thôi cái lỗ nhịn. Tao nói với mày, từ sáng đến giờ cái thằng này mà nó không ra đứng đây nó đợi gái thì nó đứng đây nó làm cái quái quỷ gì hả? Đứng đây làm quái quỷ gì? Thì sao ruột bỏ mẹ nó, tôi mới hỏi bác. Có gì mà sừng sổ lên vậy? Làm sừng sổ vậy. Nói một lần tao chịu được, hai lần tao chịu được, mày hỏi 100 lần là làm sao tao chịu cho được hả? 100 lần mà ai chịu được? Đừng có bố lá bố tét nhá. Tôi mới hỏi 20-30 lần, bác la toáng lên là cả 100 lần. Vậy thôi, có đấy không hỏi bác nữa. Đấy thèm hỏi. Mày đấy thèm hỏi à? Thế nào? Thì tao đếch thêm trả lời. Này hai bác, tôi bảo cho hai bác biết nhé, tôi diện cái áo dài láng của tôi ra đây, tôi đứng tôi chờ gái. Đến đây nghe hai bác chửi lộn à? Này, cái gì? Người ta chửi nhau cô nào? Đây là người ta chỉ có tranh luận thôi. Thôi, chúng mày yên này, nghe tao nói đây này. Cái gì? Ông trời đấy. Thế là sao? Ông sanh ra đàn ông chúng mình. Ừ. Nó có cái nghiệp chờ. Rồi nó có cái nghiệp đợi. Mày, nó khổ. Khổ quá đi. Cái gì? Đấy, hai cái chùm đen đen đấy. Chùm đen đen nào? Là cái cầu siêu nhà bà xã Bèo đấy. Ui, mày thấy không? Đúng rồi, kéo quần lên. Mày mà không thế lại bị bạn anh em quá. Mày làm gì hả cái bao ấy? Vui quá chị nhờ. À chị này, cái lần chót mà em đố anh cả ngố, mặt em cứ thộn ra, trông tôi là tức cười đấy. Em cũng muốn cười đến đứt ruột luôn. Cái mặt anh ấy đúng là đồ cả ngố. Thế này, không biết giải thưởng thi hát năm nay có gì vậy chị? To lắm, để xem thôi nào. 3 tấm tứ thân này. 3 tấm tứ thân. Còn nữa gì? 3 thân nhiễu tam giang. 3 thân nhiễu tam giang. Úi giời, to lắm. Chị ơi, to lắm. Còn có 3 cái hot dog. Úi giời, giải to thật nhờ. Anh em chúng tôi xin chào các đồng chí ạ. Chào các đồng chí ạ. Dạ, chúng em chẳng dám. Xin chào các liền anh ạ. Chẳng hiểu là hôm nay trời xui đất khiến ra sao. Anh em chúng tôi vừa mới đi ra khỏi cái ngõ này. Năm tiếng rồi chơi năm. Mày mới nói lại. Anh em chúng tôi vừa mới ra thì gặp các đồng chí ở đây. Ai bảo là ra ngõ gặp gái là xui phải không các bác? Ra ngõ gặp gái là xui à? Này, ra ngõ mà gặp các miền chị mà tươi như thế này là rõ hên đấy nhá. Đúng rồi, bác nói đúng rồi. Ra ngõ đạp kích thì xui. Lên lắm, lên lắm. Mày bớt nói là cho ông nhờ một cái. Ôi, các chị này. Các chị. Cho anh em chúng tôi làm cái lễ tương kiến nhá. Cho làm lễ tương kiến ạ. Tôi là anh Cả Móm. Bác Cả Móm đấy ạ. Dạ, khỏi nói, cũng thấy móm rồi. Vào đây là bác Khôn. Chào các anh chị ạ. Dạ. Tôi vừa sinh ra là Khôn liền rồi. Khéo cười. Còn con nữa, mày dẫn ra đây này. Trời, mày đây con. Là chú Cu Lẹ. Cháu Cu Lẹ. Thằng này nó thấy gái nó chạy lẹ lắm ấy, thằng này. Anh em chúng tôi đây là trai thôn hả? Dạ, thật là hân hạnh cho chúng em ạ.
chúng em là gái con thường. Ôi, gái con thường. Vâng, dạ đây. Đây là Thạch Mít đấy ạ. Cái tên gì mà nó bùi thế này. Dạ còn em ạ. Thôi em tên ạ. Chị nói đi. Chị nói đi. Dạ em tên. Em tên gì? Dạ em tên cái tuổi nè. Tên gì nó thông thế các bạn. Chị cứ thấy như anh cô lẹ quen quen nó đọc đâu rồi. Vâng, vâng, thưa chị nhớ chị thủ nó dài giống con chó quá. Thương thương, vâng thưa chị, thương thương thôi thả trâu, nghe chị vớt bèo đấy ạ. Thì ra là cái thằng đấy. Ấy, quá sao cái bác này láo lình này, chưa gì mà lựa chỗ thả trâu tốt nhỉ. Chẳng hiểu hôm nay mấy chị đi đâu, mà sao đẹp thế này. Dễ thương quá. Xinh quá. Dạ chẳng giấu gì các liền anh, chúng em vừa đi thi hát bên làng bên đó về đấy. Vâng, thi hát. Hóa ra là các liền chị mới đi thi hát về đấy. Mà đi thi hát mà đẹp thì các liền chị đây thì cái giải con nào thấy ai nè các chị. Ấy anh khôn quá khen thôi. Chờ chúng em chỉ nhờ vào may mắn thôi đấy ạ. Chị tuổi này chị khiêm nhường quá thôi. Chứ cái gái thôn thượng làng ta thi hát thì nổi tiếng cả Santana rồi. Sẵn tiện đây. Dạ. Anh em chúng tôi mời các liền chị đi đến cái quán mà mời các liền chị ghé lại cái quán Club Noodle đây. Đến cái quán ấy rồi mình dùng bát nước chè rồi sơ miếng trầu nha. Dạ chè thì để khi khác, chứ còn trầu thì chúng em chẳng dám. Ôi không dám, tại sao vậy? Dạ vì khi đi mẹ đã dặn rằng mẹ dặn cái gì chưa làm thân con gái ơi. Đi đâu hỏi mẹ, hỏi mẹ. Mai mốt lấy chồng hỏi ai nhỉ? Hỏi ai thì bắt hỏi ai? Chẳng nhận ai hỏi. Hỏi tôi đi. Thần tồn. Hay khỉ gió nha bác này. Thần tồn như thế này mà thèm hỏi đến cái thư, cái số, cái đồ. Thôi thôi. Đẹp nó dữ. Tội nghiệp cái bác khôn nhà tôi. Đằng nào á cũng là ông Lý, ông xã trong làng. Thế mà chị biết không thèm nói đến. Không thèm nói. Này, các liên chị mà chỉ có nói đùa ấy thôi. Chứ chẳng là đi hỏi cái thằng cả ngố ăn làm bên đấy à. Gặp cái thằng ấy thì nó thua các liên chị. Gặp phải tay anh em chúng mình sức mấy mà thua nhỉ. Đúng rồi, sức mấy mà thua. Này, cái gì? Thế bác Khôn để âm mưu thách thức thì hát cho chúng em đi ạ. Ôi thưa, vâng thưa chị Tổ. Anh em chúng tôi thì chẳng dám thách thức gì ai. Mà cái chuyến này chị dám chơi thì hát với anh em chúng tôi ạ. Chơi thì chơi, đúng rồi. Mà muốn chơi thì anh em chúng tôi cũng chẳng sợ. Muốn chơi à? Muốn chơi. Muốn chơi à? Chơi thì chơi. Chơi nó. Này, cái bát này giờ. Chơi thì chơi, bát là cả. Mà bát này còn móm nữa, hát trước. Rồi anh em chúng tôi yểm trợ. Này gớm cái liền ông các anh, có hát không mà cũng yểm trợ với lại sau lưng. Thế chứ đấy. Rồi để tôi hát. Người xưa ấy có nói như thế này. Thế nào? Nói gì? Hát hay không bằng hát dở mà dám hát. Bây giờ tôi hát đây. Rồi hát rồi chúng tôi yểm trợ cho nó hát theo nhá. Vâng. Trên trời có đám đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh là quanh mây tàn, tình tính tan là tan tính tình, tình tính tan là tan tính tình. Ước gì anh lấy được nàng, thì anh là anh mua gạch tơ, bác chàng là chàng để xây tình
tính tang là tang tính tình, tình tính tang là tang tính tình. Xây dọc dọc rồi lại lại xây ngang, xây hồ là hồ bán huyện lớn, cho nàng là nàng sửa mông. Tình tính tang là tang tính tình, tình tính tang là tang tính tình. Tức quá chị ơi, chưa chi mà họ đã lấy dòng nhã nhớ. Chị để em cho cái gà cả món đất một mét vâng hóa thành hồ luôn. Này cái Liền Anh, cái gì chẳng mày trắng chẳng mày xanh mày vàng mày tím gì cả, bành lỗ tai mà vạch cái lỗ nhĩ sao mà nhà chị hát đây này. Hát đi. Hận em là em như thế thế phương hoàng đâu thèm mà đâu mơ thắm mơ sâu thời là thời cuộc chân tình. Món của tôi quá, bây giờ chẳng thấy mây xanh, mây vàng, mây tím, mây hồng gì cả, chỉ có thấy mây đen mà thôi. Ôi giời ơi, chấp gì cái Liền Đàn Bà, cho hai chữ đại xá đây. Đại xá. Này, không trả lời được á, chịu thua đi, chứ còn đứng ấy mà đại xá rồi lại năng nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà thôi. Một này nhá. Nó biết đếm mà. Biết đếm bà ấy. Ba đến năm như cả. Sao? Nghe chị em chúng tôi hát nhé. Rồi ơi, hát đi. Thân em là em hoa gạo ở trên cao. Các anh là anh như đã chúng mình. Bác có thấy là nó chửi anh em chúng mình không? Bác ra đi thôi, tôi chịu không được. Rồi. Dạ thưa cái Liền chị, có phải cái Liền chị tí mình như hoa gạo trên cao không ạ? Đúng rồi, còn gì nữa? Còn cái Liền chị chửi hai thằng anh của tôi nó cỏ mây mẹ đưa phải không ạ? Chẳng cỏ mây chứ tôi là cỏ gì. Này này, không có mày trong đó. Vâng, dạ thưa hoa gạo của tôi, xin hoa gạo thứ ấy mà nghe tôi cầu cho cái cỏ mây của tôi đây này, các bác cầu với tôi nhé. Rồi. Anh cầu là cầu cho gió gió nổi lên, cho mông là mông hoa gạo rơi, kề là kề cỏ mây. Là tang tính tình. Tất chịu lại, tất chịu. Khê là mày ấy mà tất chết được. Vâng, chị để em. Thân em là em như thế thế sắp vàng. Anh như là anh chiếu rách ngơ. Có hoang là hoang vệ đường. Tình tình tang là tang tính tình. Mày chịu thấy bác khinh lờn mình mày chưa? Thôi thôi được rồi, các bác kỳ này để cho tôi. Kỳ này tôi sẽ ra chợ, tôi mua ba nén hương thơm. Ba nén hương thơm. Tôi về tôi chờ một đêm. Không trăng. Không trăng. Không sáng. Ôi mẹ, tôi thui. Tôi thui làm cái quỷ gì nữa. Thì tôi mới đốt hương lên. Tôi lại bốn phương tám hướng. Tôi cầu như thế này này. Rồi cầu bác. Cầu gì? Cầu sao? Anh cầu hoa cầu cho gió gió nổi lên, cho manh là manh chiếu rách bay lên
giọng bà đấy. Chỉ có em có tức không thôi chứ. Thằng này em thích lộn rộn lại rốn sao cả này. Chị em đem hát thật thật chua cho ba cái gã thị trường. Đấy này, các chị hát chua à? Chua chua thì anh em chúng tôi cũng chua, chua. Còn ngọt à? Còn ngọt thì anh em chúng tôi cũng chiêu. Đấy đấy, các liền đàn ông các anh tưởng mình là quý lắm nè. Quý không? Hở một chút là nhường và nhịn. Tôi nói thật, các anh rẽ như bèo ấy. Rẽ như bèo. Đúng chịu cái người khuất đây một thú đấy bạn. Rất trêu em đấy chị ạ. Này các liền chị, tôi lòng ơn mà bảo cho các liền chị nhá. Sao hả? Được làm cái liền đàn ông như chúng tôi như thế này, phải tu 9 kiếp 10 đời đấy. 9 kiếp 10 đời à? Đấy, thật chí lý đấy. Rõ là kiếp trước là anh em chúng mình là khéo tu đến kiếp này mới đắc đạt thế này đấy. Cái này đấy, đấy. Này, chị bảo cho mà nghe này, đừng có ra cái vẻ tu hú 9 kiếp 10 đời. Vậy 6 cái lỗ tai chuột. Một mớ chữ liền ông ba đồng này, một mớ chữ liền ông chị bỏ này, tao quần mà chị sạch thế đi chơi giữa đường mà nó giữ chứ nó rơi. Nó bò này nó ngộ chứ mỗi đời mỗi thằng. Mẹ nó bỏ vào quần đấy mẹ. Mẹ nó bỏ vào quần thì chết ngộ mẹ. Này các liền chị, chúng mày cái thân mình nó to như thế này mà nó có ba đồng, còn cái lỗ tai nó to thế này kêu là tai chuột. Quất không? Quất quá đấy. Quất không? Tôi làm ơn làm phước mà tôi nói cho các liền chị biết nhé, anh em chúng tôi còn được ba đồng. Cái liền đàn bà các chị ấy nhá. Liền đàn bà chúng tôi thì sao? Thì sao? Liền đàn bà thì sao? Thì sao? Xích ra một chút. Rồi tôi nói cho mày nghe này. Một mơ chữ liền bà, bà xung thời. Một mơ chữ liền bà, đem về thời. Xe nhỏ chứ cho gà nó rơi. Này, bà xu cái gì? Cái liền ông các anh đừng có nói nhẹ. Một đấn chưa liền ba ngàn vàng thời, một đấn chưa liền ba đem về thời. Anh dái xíu hoa mà anh thơ mà thơ. Thơ nhá. Thôi được rồi. Các bác ghi này, các bác có thích á thì các bác rước về mà thờ. Tôi á, tôi thờ mà xó này, mà xịt sạch mà cả rồng này, mà cô mà cả đủ rồi. Tôi không có rước cái cổ quỷ này về nữa đâu. Không có rước cổ quỷ này về đâu. Thế này. Cái gì? Các bác không trả lời được á thì chịu thua đi, chứ còn đứng ấy và đấm ba cho lại trẻ cũ. Đúng rồi. Nhất là cái bác khôn này nhá. Nhất là cái bác khôn. Khôn liền thì được, chứ đừng cứ dê liền. Không. Bạc cái. Các cái gì? Căn cái hàm dâu chứ cái gì. Ấy thì chết mẹ rồi. Có dâu đâu mà sợ. Nó làm tôi đứng tim luôn bác ơi. Này này, các liền chị, Tôi muốn giận các liền chị nhá. Xích lại đây này. Các liền anh, người các liền chị, nãy giờ đấy mình đã chơi mấy điệu disco rồi không? Phải. Xong rồi mình chơi thêm một điệu giật gân nữa phải không? Đây. Vậy tôi hỏi các liền chị nhá, chứ lên chị rất đò đưa với anh em chúng tôi. Đúng gì? Đò thì đò, đưa thì đưa. Cảnh này xin chắc cái liền anh đi trước. Đi lên trước liền. Đi trước. Này, này. Mẹ bác vẫn là móm nhất. Chúng tôi tiếp tục. Yếm trợ. Yếm trợ. Rồi, tôi hát. Gió đánh ô mấy đưa đỏ đưa ô mấy đưa đỏ đưa.
Ô cây đưa đỏ đưa, ô cây đưa đỏ đưa. Hỏi cô là cô mình muốn cây đưa đỏ đưa. Lấy chồng là chồng hay chưa? Đỏ cho chúng tôi đỏ với.